Từ khi giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam đổi tên thành V-League, Hà Nội TNT trước kia hay Hà Nội FC và BKM Bình Dương là hai đội bóng giàu thành tích nhất với lần lượt 5 và 4 lần lên ngôi vương. Chính vì thế, những cuộc đối đầu giữa hai cái tên kể trên cũng luôn rất đáng chú ý. Cùng điểm lại top 3 cuộc chạm trán nóng bỏng nhất giữa Hà Nội FC và BKM Bình Dương tại tất cả các đấu trường nhé. Chung kết Cúp Quốc gia 2015, BKM Bình Dương 4-2 Hà Nội TNT. Đáng chú ý, lần đối đầu duy nhất giữa hai đội tại một trận chung kết Cúp Quốc gia vào năm 2015 lại chứng kiến thắng lợi đậm nhất của đội bóng đất thủ từng làm được trước đội bóng thủ đô. Ở trong trận đấu này, BKM Bình Dương ở thời Hoàng Kim với những Công Vinh, Anh Đức, Trọng Hoàng, Moses đầy sung sức đã thể hiện sự vượt trội và giành chiến thắng chung cuộc trước Hà Nội TNT với tỷ số 4-2. Hàng phòng ngự của Hà Nội TNT đã hoàn toàn bị xé vụn trong pha phối hợp này. Sơn Công Đức đã để cho Trọng Hoàng vượt qua và ngay sau đó là một tình huống đánh gót cực kỳ chính xác của Abbas, nhưng đáng tiếc là Trọng Hoàng lại rút bóng ra bên ngoài cầu môn. Pha phối hợp quá đẹp mắt của cầu thủ BKM Bình Dương. Của BKM Bình Dương về từ đầu trận là rất nguy hiểm. Cơ hội dành cho Công Vinh. Lỗi trong tình huống vừa rồi thuộc về Dương Thanh Hào, trung vệ mặc áo số 12 của Hà Nội TNT đã có lỗi trong cả hai bàn thua. Một tình huống không khó nhưng cú xoay người để phá bóng. Cao của Hà Nội TNT là không cao. Trọng Hoàng. Bàn thắng đã được công nhận, 3-0 rồi. 3-0 dành cho BKM Bình Dương. Trước đó là một tình huống xử lý tốt và quan sát tinh tế của Công Vinh bên phía cánh trái. Một cú trích mũi chân của Trọng Hoàng đã đánh bại được thủ môn Anh Đức. 3-0 trong trận chung kết quốc gia năm 2015 dành cho BKM Bình Dương. Được chuyền lên dành cho Hoàng Vũ Samson. Samson. Cơ hội. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Gonzalo Maroncle là người đã tận dụng cơ hội thành công. Và sự lợi hại của Hoàng Vũ Samson. Moses. Đây là cơ hội phản công rất nguy hiểm dành cho BKM Bình Dương. Moses. Trọng Hoàng. Một cú đúp dành cho Trọng Hoàng. 4-1 dành cho cầu thủ BKM Bình Dương. Cách biệt 3 bàn một lần nữa đã được thiết lập dành cho BKM Bình Dương. Lại là một cú trích mũi chân nữa. Hai bàn thắng của Trọng Hoàng đều tới từ các tình huống trích mũi chân của anh. Đá ở vị trí hậu vệ cánh trái bất đắc dĩ. Hoàng Vũ Sao Sơn. Như vậy là đã có thêm một bàn thắng nữa dành cho cầu thủ Hà Nội TNT. Trong thế thiếu người nhưng Hà Nội TNT vẫn có thể có được bàn thắng. Lần này là một pha lập công trực tiếp của Hoàng Vũ Samson. Không có lỗi việt vị và Hoàng Vũ Samson trước đó đã hơi cầu thả với tình huống dứt điểm đầu tiên của mình. Rất may là bóng bật người của thủ môn Tuấn Trường bật ra và cơ hội lại. V-League 2016, BKM Bình Dương 4-5 Hà Nội TNT. Đây là một trong những cuộc rượt đuổi tỷ số cống hiến, căng thẳng và ngạt thở nhất trong lịch sử V-League khi có đến 9 bàn thắng được ghi. Nếu như ở trong hiệp 1, hai đội bất phân thắng bại với kết quả hòa 1-1 thì sang đến hiệp 2, một bữa tiệc bàn thắng đã đến và Hồng Dũng là người ghi bàn ấn định tỷ số, đồng thời đem về chiến thắng ngọt ngào cho các vị khách tới từ thủ đô. Đó là một trận đấu khá bất ngờ giữa pha Bắc Vô Lê.
sau quả đá phạt của Tấn Tài thì bóng đã được phá ra khỏi khu vực 16m50 và Đặng Văn Thành từ tuyến 2 băng lên thực hiện một pha derby volley, bóng đi rất căng và đã khiến cho thủ môn Phí Minh Long của Hà Nội TBT hoàn toàn bất lực. Đây cũng được xem là một bàn thắng đẹp của Đặng Văn Thành. Đức Huy, Văn Quyết, cú đánh đầu là của Đình Lực, kết thúc. Rõ ràng là không có cầu thủ nào có thể cản được những chiếc điểm của Quang Hải sau cú đánh đầu của Đình Lực. Thì một pha băng vào bắt vô lê của Quang Hải quá khó cho thủ môn Bùi Tấn Trường để ngăn cản. Một pha băng vào bắt vô lê rất nhanh, có thể nói là một pha ghi bàn của Quang Hải cũng là một pha đánh đầu. Tỷ số là 2-1 cho Hà Nội TBT. Thì Hoàng Vũ Song Sinh cũng đã nhận được phần thưởng cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của tháng 5 và tháng 6. Đó là một sai lầm của hàng phòng ngự BKMX Bình Dương. Chính pha băng ra thiếu chính xác của thủ môn Bùi Tấn Trường. Và BKMX Bình Dương đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai ở trong trận đấu này. Hoàng Vũ Song Sinh rất trống trải. Văn Quyết, tỷ số là 3-1 cho Hà Nội TBT. Chúng ta thấy là việc thiếu bình tĩnh của một số cầu thủ của Tấn Bình Dương và Hà Nội TBT lại có thể nói là Song Sinh đã có một đường truyền rất thuận lợi cho Văn Quyết ở trong một vị trí rất thuận lợi để đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường. Vậy trong trận đấu này thì ngoài việc ghi bàn thì Hoàng Vũ Song Sinh còn có một đường truyền thành bàn cho đồng đội ghi bàn. Tấn Tài đánh đầu, tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2, xin lỗi các bạn, tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-3 cho BKMX Bình Dương. Có vẻ như người ghi bàn đó là Tiến Linh. Đó là cú đánh đầu ghi bàn của Tiến Linh, cầu thủ trẻ chỉ mới 19 tuổi của BKMX Bình Dương. Nguy hiểm quá. Tỷ số là 4-2 cho Hà Nội TBT. Có thể đó là một điều khá thú vị ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Tiến Linh vào sân ghi bàn cho Hà Nội TBT. Còn cầu thủ mới vào sân đó là Đỗ Duy Mạnh với một cú chạm bóng lại tạo điều kiện cho Quang Hải ghi bàn, nâng tỷ số lên 4-2. Thì chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Sau cú đánh đầu của anh Đức thì Duy Mạnh đã có một cú chạm bóng và tạo cơ hội cho Hoàng Tấn Tài sẽ thực hiện pha đá phạt góc. Lấy số được rút ngắn xuống còn 3-4 cho BKMX Bình Dương. Hai tình huống đá phạt góc và hai bàn thắng dành cho BKMX Bình Dương. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Rõ ràng là anh Đức cũng khá bất ngờ với bàn thắng. Lê Tấn Tài, Công Vinh, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Bóng đã chạm tay của Hùng Dũng trong khu vực 16m50. Và chúng ta cùng theo dõi lần tình huống này. Sau pha chạm bóng của Công Vinh, sút và sút penalty kỹ thuật của anh Đức
cân bằng tỷ số 4-4 cho đội Bình Dương. Phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, tỷ số vẫn đang là 4 cho đội Bình Dương và 4 cho Hà Nội TBT. Tỷ số lại tiếp tục được nâng lên 5-4 cho Hà Nội TBT. Thủ môn Bùi Tấn Trường hoàn toàn bất ngờ với tình huống vừa rồi. Đấy là tiền vệ, nhưng ở trong khi Duy Mạnh vào sân thì Hùng Dũng lại lưu về chơi như một hậu vệ phải. Việc phản ứng với trọng tài khiến cho Sầm Ngọc Đức phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Như vậy những phút cuối cùng của trận đấu thì Hà Nội TBT chỉ còn lại một người trên sân. Đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã tỏ hơi còi khép lại trận đấu. Kết quả câu lạc bộ Hà Nội TBT giành chiến thắng với tỷ số là 5-4. Vòng 8 V-League 2019, BKM Bình Dương 22 Hà Nội FC. Trong những năm gần đây, dù không còn là đối thủ cân sức của Hà Nội FC trong những cuộc cạnh tranh đến chức vô địch tại các giải quốc nội, nhưng BKM Bình Dương luôn là đối thủ kỵ dơ với đội bóng thủ đô. Và tại trận đấu thuộc lượt đi V-League 2019 cũng không phải là ngoại lệ, khi các vị khách tới từ thủ đô đã phải rất vất vả để giành lại được một điểm bằng bàn thắng ở phút bù giờ của trung vệ Thành Trung sau sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Trên đây là ba cuộc chạm trán đáng chú ý nhất giữa Hà Nội FC và BKM Bình Dương trong lịch sử. Bạn ấn tượng về trận đấu nào? Cùng để lại ý kiến của mình nhé. Tình huống chọn vị trí chuẩn xác. Cái lắc đầu đưa trái bóng xuyên thủng mạnh lưới của thủ môn Văn Công. Tỷ số là 1-0. Đã có bàn thắng đầu tiên được ghi. Anh Đức đi chuyền khá hay cơ hội nữa. Đó là bàn thắng thứ hai dành cho BKM Bình Dương. Tô Văn Vũ với một đôi tay dang rộng để ăn mừng bàn thắng giúp cho BKM Bình Dương vượt lên dẫn 2-0. Chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn. Hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã mắc lỗi vị trí ở tiếng này, đó là Văn Kiên. Những người đồng đội của anh đều đá băng lên để bắt việt vị. Tỷ số là 2-0 dành cho BKM Bình Dương. Mới chỉ có gần 20 phút thi đấu trôi qua, nhưng BKM Bình Dương đã có được hai bàn thắng. Và đây không phải là lần đầu tiên anh Đức có những đường truyền như vậy dành cho đồng đội. Oseni, khoảng trống dành cho Hùng Dũng. Hùng Dũng, Oseni, đó là điều mà câu lạc bộ Hà Nội cần phải làm được trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Ta sẽ cùng xem lại pha xử lý này của Oseni, bàn thắng thứ tư của Oseni trong mùa giải V-League năm 2019. Khoảng trống rất hiếm hoi dành cho Hùng Dũng kể từ đầu trận để cho anh có thể thoải mái xử lý trước khi tung ra đường truyền tới đúng vị trí của Oseni. Sức dướn tuyệt vời để vượt qua pha cản phá của Hồ Tấn Tài mang về bàn thắng. Khá nguy hiểm và bóng vẫn đưa vào lưới của Bùi Tấn Trường, bàn thắng sang bằng tỷ số 2-2 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Lần duy nhất ở trong hiệp 2 này, người được đưa vào sân với chiều cao của mình để cố gắng tận dụng những tướng bóng bổng. Và bây giờ thì Thành Trung đã tận dụng tốt tình huống phối hợp 0-2 giữa hàng phòng ngự và thủ môn Bùi Tấn Trường, đánh đầu ghi bàn vào lưới trống giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có lẽ là đã thoát khỏi được một trận thua đầu tiên trong mùa giải năm nay. Quá vất vả dành cho họ. Và có thể hiểu được sự tiếc nuối của hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ khi họ để lọt lưới bàn thua vừa rồi. Thành Trung đưa vào là để tận dụng những tình huống như thế này. Nhưng cộng thêm một chút may mắn nữa thì anh mới có được bàn thắng đầu tiên trong mùa giải. Chơi ở vị trí tiền đạo. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên.